Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban đầu năm đánh giá tình hình đón Tết Nguyên đán và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015. Mùa xuân ở bản Am Công, đó là chủ đề của phóng sự ghi nhận về những đổi mới phương thức sản xuất trồng lúa nước của đồng bào Vân Kiều. Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đến tham quan tại địa đạo Pìn Mốc tăng cao. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga loại trừ khả năng chiến tranh với Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, cán bộ và nhân dân các địa phương, đơn vị trong tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự tại thành phố Đông Hà có đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lời kêu gọi Tết trồng cây của Bác Hồ bắt đầu từ mùa xuân năm 1960 và từ đó đến nay đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. Riêng tại địa bàn thành phố Đông Hà, từ nhiều năm nay, chương trình Tết trồng cây được thành phố triển khai sâu rộng trên khắp các phường, cơ quan và các trường học, góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch đẹp với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây nào sống tốt cây ấy. Theo đó, thành phố Đông Hà luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của Tết trồng cây, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng, tăng cường công tác trồng rừng tập trung và bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên diện tích có thể, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trồng cây xanh đường phố, phấn đấu mỗi phường trồng mới và chăm sóc ít nhất một tuyến cây xanh. Trồng cây đầu năm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực được thành phố Đông Hà thực hiện hàng năm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần tăng nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, lũ lụt, cải tạo môi trường. Tết trồng cây năm nay, Đông Hà trồng mới 500 cây xanh, chủ yếu là sao đen và sấu, được trồng theo quy hoạch hệ thống cây xanh của thành phố và theo từng tuyến đường cụ thể. Ngay sau buổi lễ phát động Tết trồng cây tại đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đây là công trình chuẩn bị đưa vào sử dụng đầu năm 2015. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban đầu năm để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Thực hiện chỉ thị 36 và công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo các ngành các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo cho dịp Tết Nguyên đán. Nét nổi bật là lãnh đạo tỉnh đã chủ động tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết của Chủ tịch nước và của tỉnh với tổng trị giá trên 8,5 tỷ đồng đến với các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ sớm hơn mọi năm. Huy động tốt nguồn lực của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm hỗ trợ tặng quà Tết cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phân bổ gạo cứu trợ đến các gia đình đặc biệt khó khăn để đón Tết, khắc phục được tình trạng chia đều gạo hoàn quà Tết và gạo hỗ trợ, đảm bảo người người nhà nhà đều có Tết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội trong dịp Tết cũng đã được tổ chức sôi nổi. Đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh tạo ấn tượng mạnh mẽ trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người, góp phần tạo không khí Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên địa bàn thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo, tình trạng đốt pháo vẫn còn diễn ra. Tai nạn giao thông tuy giảm trên cả ba tiêu chí so với Tết năm Giáp Ngọ, nhưng qua 9 ngày Tết trên địa bàn vẫn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và bị thương 7 người. Phát biểu tại cuộc họp giao ban đầu năm, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước quê hương.
Sau những ngày vui Tết đón xuân, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời chỉ đạo các địa phương, các ngành, các lĩnh vực được phân công phụ trách phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, đôn đốc các ngành hoàn chỉnh các đề án liên quan, chuẩn bị trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến kêu gọi đầu tư và triển khai các biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp thắng lợi. Cảm chí Phó Chủ tịch, cảm chí Ủy viên Ủy ban theo chức năng của mình chỉ đạo để triển khai cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2015 một cách cụ thể. Cảm chí soát xét lại có những việc mà chúng ta chưa giao thì bây giờ phải giao tiếp, có những việc mà chúng ta chưa cụ thể hóa thì phải cụ thể hóa. Và cảm chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực thì soát xét để chỉ đạo là các ngành, các địa phương mình phụ trách ấy, để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách cụ thể ngay trong những tháng đầu năm này. Việc thứ hai đó là trong quý một này và đặc biệt là trong tháng này và tháng sau này chúng ta phải tập trung để xây dựng cái kế hoạch vốn trung hạn. Việc thứ ba là tập trung để triển khai các cái kết luận của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ trong các cái phiên mà chúng ta làm việc, chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp, ra soát lại kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, triển khai trồng cây công nghiệp, kế hoạch hội đồng giao rồi, thế bây giờ mùa này là mùa trồng cây công nghiệp, kế hoạch trồng rừng, xem làm sao kiểm tra để chỉ đạo, rồi chỉ đạo để triển khai vụ đánh bắt cái vụ đánh bắt vụ cá nam, rồi chỉ đạo về việc chuyển đổi cây trồng. Đây là một cái kế hoạch rất quan trọng, đã có chỉ thị của Ủy ban nhân tỉnh. Và chúng ta đã chuyển đổi được một số lượng cây trồng mới đây đã được cái sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về giống. Nhưng mà số lượng nó không phải là lớn, đang còn ít. Sắp đến chúng ta còn phải chuyển đổi trên 8.000 hecta nữa trong vụ hè thu. Vì vậy đó, ngay từ bây giờ phải là kiểm tra, phải làm việc với các huyện để chỉ đạo quyết liệt trong việc chuyển đổi cây trồng ở những nơi mà không thể có nước tưới được. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ năm 2015 là một năm hết sức bề bộn với rất nhiều công việc phải làm. Vì vậy, sau những ngày vui Tết đón xuân, đồng chí đề nghị lãnh đạo, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp việc cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí vui Tết đón xuân trên khắp mọi miền quê, năm nay niềm vui của đồng bào bản Ăng Công, xã Ăng Ngo, huyện Đắk Rông đã được nhân lên gấp bội. Khác với việc lên nương làm lúa rẫy như những năm trước, mùa xuân này đồng bào bản Ăng Công đã biết xóa bỏ hủ tục lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng lúa nước, hứa hẹn một năm mới ấm no và đầy đủ hơn. Cùng với việc tưng bừng đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, bà con bản Ăng Công lại tất bật với việc gieo cấy lúa đông xuân cho kịp thời vụ. Trước đây, gia đình bà Y Măng cũng như nhiều hộ dân ở đây chỉ biết làm lúa rẫy. Nếu có trồng lúa nước thì không chăm sóc bởi các hủ tục lạc hậu. Nhưng năm nay, được chính quyền, bộ đội biên phòng hướng dẫn, bà đã biết cách bón phân, chăm sóc, sao cho cây lúa phát triển tốt, mong có một mùa gặt bội thu hơn. Mấy năm nay gia đình cũng có trồng lúa nước nhưng không dám sử dụng phân viên chuỗi vì có nhiều người bị đau phải cúng mà không đỡ. Nhưng khi được cán bộ xã, bộ đội biên phòng tuyên truyền phân tích và hướng dẫn, chúng tôi mới mạnh dạn sử dụng phân viên chuỗi từ ủ phân để bón cho cây lúa. Tết này bà con vui lắm vì hy vọng cây lúa phát triển tốt, gia đình no đủ hơn. Toàn xã Ngo có 50 hecta lúa nước trồng hai vụ thì bản Ăng Công đã có gần 20 hecta. Theo chính quyền địa phương thì đồng bào nơi đây vẫn chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vụ đông xuân 2014-2015 là năm đầu tiên bà con đồng loạt sử dụng phân viên rúi vào sản xuất. Địa phương cũng đầu tư nâng cấp, xây mới hàng trăm mét kênh mương, kịp thời đáp ứng nhu cầu nước tưới của bà con. Tập trung vào để thâm canh. Ví dụ là thâm canh là mở rộng toàn bộ 100 năm hoặc là dùng phân viên rúi và ủ phân hữu cơ để bón. Trước đây thì họ dùng phân hữu cơ nên là họ đang còn dè dặt e ngại trong chuyện phong tục, nhưng bây giờ họ đã làm quen vào bón rất là nhiều rồi, và chắc chắn là trong tương lai thì họ sẽ dùng cái lượng phân hữu cơ này để bón cho đất thêm bao mờ, và chắc chắn năng suất sẽ tăng lên rất nhiều. Mùa xuân đã về trên khắp các bản làng vùng cao xã Ngo,
Riêng với bản Ăng Công thì năm nay đồng bào Vân Kiều nơi đây phấn khởi hơn nhiều bởi sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để bà con thay đổi cách nghĩ khi áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào trồng cây lúa nước. Hiện nay nhận thức của đồng bào ngày càng cao, các hủ tục dần dần được bài trừ, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Cùng với các hoạt động lễ hội mừng xuân mới tại nhiều địa phương, làng Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong tổ chức lễ hội xuân thủ truyền thống và biểu dương khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên xuất sắc đạt giải tại các kỳ thi cả cấp. Hoạt động khuyến học khuyến tài này đã góp phần quan trọng mang những thành tích rất đáng tự hào trong công tác học tập và rèn luyện của con em làng Nại Cửu. Như trở thành thông lệ, cứ vào ngày 6 Tết Nguyên đán, dân làng Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đã cùng nhau tề tựu về đình làng để dự lễ xuân thủ cầu an và vinh danh những tấm gương điển hình trong học tập và rèn luyện. Bước sang năm mới 2015 này, làng Nại Cửu có 56 gương mặt tiêu biểu, từ những học sinh nghèo vượt khó đến cử nhân, thạc sĩ, tốt nghiệp loại giỏi. Tất cả đã được vinh danh tại đình làng. Rất vinh dự và tự hào cùng các anh chị của làng về nhận giải thưởng khuyến học của làng. Em sau này em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để làng, để vinh danh làng của mình và cống hiến cho đất nước. Hôm nay em rất là vinh dự cùng các bạn học sinh, sinh viên để nhận thưởng ở làng và em rất là tự hào về điều này. Đấy cũng là động lực để em cùng các bạn học sinh, sinh viên cố gắng học tập tốt để phát huy cũng như giữ gìn truyền thống hiếu học của làng từ ngày xưa. Được biết, hoạt động khuyến học khuyến tài tại làng Nại Cửu đã được duy trì có hiệu quả từ 10 năm nay. Bên cạnh khen thưởng cho các em học sinh giỏi cả cấp, Ban điều hành làng văn hóa Nại Cửu đặc biệt trao giải thưởng Võ Tử Văn, một danh nhân của làng, một nhà giáo nổi tiếng, một nhà nho yêu nước thế kỷ 19 cho những em đỗ đạt cao. Chính những hoạt động khuyến học khuyến tài này đã bồi đắp tinh thần hiệu học cho con em trong làng. Nhờ vậy hiện nay, toàn làng có 8 tiến sĩ, 16 thạc sĩ và hơn 100 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học. Kế hoạch hàng năm mà huy động các cái nguồn quỹ khuyến học của làng thì cũng nhờ các cái doanh nghiệp, các mạnh thường quân và bà con ở xa quê kêu gọi bà con ở xa quê là đang còn làm ăn sinh sống công tác có điều kiện và đóng góp. Thì hiện nay nguồn quỹ của làng cũng là đã lên gần 8 triệu. Những phần thưởng được trao là niềm cổ vũ động viên con em làng Nại Cửu phát huy truyền thống hiếu học của làng, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành y tế, hệ thống trạm y tế cơ sở tuyến xã có vai trò vô cùng quan trọng trong việc khám chữa bệnh cho người dân, góp phần tích cực tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong việc chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đối với đội ngũ những y bác sĩ của trạm y tế xã Hải Thường, huyện Hải Lăng đều luôn sẵn sàng về tận từng gia đình người bệnh, từng tổ, từng xóm dân cư để thăm khám cho bệnh nhân, nhất là đối với những bệnh nhân thuộc diện chính sách, già yếu và neo đơn. Hải Thường là một trong những xã có đối tượng chính sách đông nhất của huyện Hải Lăng, hàng năm có đến trên 5.000 lượt bệnh nhân trong xã được chăm sóc, thăm khám, cấp phát thuốc điều trị miễn phí hoặc trực tiếp đến điều trị tại trạm y tế của xã. Hiện nay trạm y tế đã có một trạm rất là khang trang, có 22 phòng chức năng. Bên cạnh đó, trang thiết bị cũng được nâng cấp như có ghế máy siêu âm, có ghế máy răng, máy siêu âm, rồi là những trang thiết bị khác để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa bàn mình. Không riêng Hải Thường, một số địa phương khác thuộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Hải Lăng cũng luôn được chính quyền cả cấp quan tâm đầu tư từ việc đào tạo, bổ trí đội ngũ y bác sĩ đảm bảo chuyên môn, tận tâm với nghề cho đến việc nâng cấp, xây mới các trạm y tế đảm bảo đầy đủ cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Mặc dù là tuyến xã xa trung tâm huyện, nhưng trạm y tế luôn làm tốt công tác chẩn đoán, thăm khám và điều trị bước đầu cho bệnh nhân bằng các biện pháp đông tây y kết hợp. Mình lên về cái trạm nhờ mấy cô là chăm sóc chú đạo, tận tình giúp đỡ, kiểm tra huyết áp cho để nó là bình tập. Thì nói chung mọi cái là cũng nhớ là mấy cô này trạm để cho tiền điều kiện nó là của dân nữa. Nhờ chăm lo củng cố đào tạo và phát triển mạnh mạng lưới y tế cơ sở, nên nhiều năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là không có các vụ dịch lớn xảy ra. Các chương trình y tế quốc gia triển khai đạt hiệu quả cao, các chỉ số về sức khỏe của nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Trung tâm y tế chúng tôi
sẽ quy hoạch từ huyện xuống xã, thực hiện theo cái 5 chức danh của Bộ Y tế đã quy định, và mỗi trạm ít nhất là phải có một bác sĩ để phục vụ tại trạm. Vấn đề thứ hai là chúng tôi phải là nâng cấp mà các trạm y tế và tăng cường đầu tư các cái trang thiết bị cho các trạm y tế để đảm bảo phục vụ. Thứ ba nữa là chúng tôi phải là đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn để cho các là đồng chí ở các trạm đảm bảo về chuyên môn để phục vụ. Để tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến cơ sở, góp phần trong việc giảm tải bệnh viện tuyến trên, bên cạnh việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, ngành y tế ở Hải Lăng đang phấn đấu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hiệu quả ngay từ tuyến xã, nhằm góp phần củng cố, hoàn thiện và tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong những năm tới. Ngay trong những ngày đầu của năm mới Ất Mùi, lượng khách đến tham quan khu di tích địa đạo Vìn Mốc tăng cao. Những năm trở lại đây, lượng khách tham quan đến di tích địa đạo Vìn Mốc ngày càng tăng cao, nhất là từ khi hình thành tour du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội. Mỗi năm di tích địa đạo Vìn Mốc đón tiếp hàng chục ngàn lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định nâng di tích địa đạo Vìn Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh thành di tích quốc gia đặc biệt, càng làm tăng thêm ý nghĩa, giá trị lịch sử của công trình này không chỉ đối với đồng bào cả nước mà với cả bạn bè quốc tế. Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Ất Mùi, địa đạo Vìn Mốc đã đón hơn 1.200 lượt khách tham quan, tăng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Trước đó, Ban Quản lý Di tích Địa đạo Vìn Mốc cũng đã có kế hoạch chuẩn bị chú đáo để hoạt động đón tiếp khách du lịch đến tham quan đảm bảo theo yêu cầu và quy định. Trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới, Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Hải Lăng vừa tổ chức hội vật kèo co truyền thống Mừng Đảng Mừng Xuân. Tham gia giải vật truyền thống lần này có trên 40 vận động viên đến từ 20 xã thị trấn, tranh tài 3 hạng cân 50 đến 60 kg, 60 đến 70 kg và 70-80 kg. Với tinh thần đoàn kết, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần thượng võ trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả. Nhìn chung, các vận động viên ở các hạng cân đều có trình độ đồng đều, thi đấu nhiệt tình trên tinh thần giao lưu, tạo bầu không khí đầu xuân vui vẻ. Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hải Lăng phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao huyện tổ chức giải kéo co với sự tham gia của đông đảo người dân ở 6 khóm trên địa bàn thị trấn. Giải kéo co diễn ra hấp dẫn và gay cấn ngay từ đầu trong sự cổ vũ hết mình của người dân. Hòa chung trong không khí đầu năm mới, những ngày này huyện Hải Lăng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi, lễ hội dân gian truyền thống như lễ rước lộc ở Cổ Lũy, xã Hải Ba, đập on, kéo co, nhảy ba bố, cây tròi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 23 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, suy ngẫm về lịch sử, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng nhiều quan chức cấp cao và đông đảo đại diện các quốc gia thành viên đã tham dự phiên thảo luận với 78 bài phát biểu về chủ đề trên. Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Ban Ki-moon khẳng định an ninh tập thể là mục tiêu cốt lõi của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh ngăn ngừa các cuộc xung đột vũ trang là vấn đề trọng tâm trong hiến chương của tổ chức này. Theo ông Ban Ki-moon, các nước thành viên của Liên Hợp Quốc phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong ngăn ngừa những cuộc xung đột trên. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đe dọa sử dụng vũ lực từ các nhóm khủng bố như hiện nay. Nhân ngày thành lập quân đội Nga, trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không hy vọng nước mình sẽ có chiến tranh với Ukraine. Cùng lúc đó, ông cũng cảnh báo Tổng thống Ukraine Poroshenko đừng cố chiếm lại bán đảo Crimea. Ông Putin cũng cho biết thêm, nếu thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở đông Ukraine được thực thi đầy đủ, ông tin rằng tình hình ở đó sẽ dần trở lại bình thường. Ngoài ra, Tổng thống Nga Putin một lần nữa bác bỏ những cáo buộc liên tục cho rằng
Nga hỗ trợ phe ly khai miền đông Ukraine và nhấn mạnh Kiev đang vu khống cho Moscow để che giấu sự bẽ bàng khi bị quân ly khai, những người từng là thợ mỏ và thợ lái máy kéo đánh bại. Một quả bom đã phát nổ tại khu trung tâm mua sắm sầm uất vùng ngoại ô thủ đô Jakarta vào tối ngày 23 tháng 2. May mắn là không có ai bị thương. Trước đó, một du khách đã thông báo về một gói nhỏ đáng nghi ngờ đặt bên trong phòng vệ sinh của khu mua sắm trên vào hồi 17:30 theo giờ địa phương. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đội rà phá bom mìn Indonesia nhanh chóng được cử tới khu vực hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh sát Jakarta cho biết họ đã không đưa ra cảnh báo, báo động vì vụ nổ không gây ra nhiều hậu quả. Gã khổng lồ công nghệ Google đã công bố sẽ cài đặt sẵn một ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại thông minh Android được bán ở Mỹ để thúc đẩy dịch vụ ví kỹ thuật số của mình. Google công bố vào ngày thứ Hai rằng sẽ mua lại công nghệ thanh toán điện tử từ Shopkart. Google đã cung cấp một dịch vụ từ năm 2011 cho phép khách hàng thực hiện thanh toán ở các cửa hàng bằng cách đặt điện thoại thông minh của họ trước một cảm biến. Nhưng khách hàng phải tải về một ứng dụng từ kho cài đặt, vì thế dịch vụ này vẫn chưa được phổ biến. Ngược lại, dịch vụ thanh toán của Apple đã có sẵn ở khoảng 200.000 cửa hàng và nhà hàng trên khắp nước Mỹ chỉ 4 tháng sau khi phát hành từ tháng 10 năm ngoái. Cuộc cạnh tranh này dự kiến sẽ còn nóng lên. Ước tính vào năm 2018, thanh toán di động tại Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, lên khoảng $57 triệu. Đến đây chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.